Nếu như anh em đang cần tìm một giải lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Cày chay chơi phái nào ổn dạy anh. Ok, thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho anh em là ở thời điểm hiện tại nhá, cày chay thì chúng ta nên chơi môn phái nào ổn nhá. Thì thực ra là ở thời điểm hiện tại mình cũng đã chơi né này, mình cũng đã chơi choáng này, mình cũng đã chơi phản công này, mình cũng đã test thử một chút ở giai đoạn đầu môn phái hút máu này. Thì nhìn chung á, cả liên bạo nữa chứ, liên bạo thì server nào cũng chơi rồi. Thì đầu tiên đối với môn phái cày chay thì ở giai đoạn đầu đúng không, chúng ta thì cứ all in vào môn phái liên bạo thôi. Liên bạo đây của mình đây, mình cũng build môn phái nguyên thể ở cái phân thân nguyên thể của mình là liên kích cũng như là bạo kích. Đây nhìn đây cho dễ, chỉ số liên kích 212, bạo kích là 182%. Thông thường thì liên kích sẽ nhỉnh hơn bạo kích một chút, thì khi chúng ta đi cái phần dị thú xâm lược này nó sẽ được xếp hạng cao. Đây mình thử đánh xem nào, được 32 ức này. Đấy, 36 ức này anh em, mặc dù là mình sốc ở đây 45 ức pha vừa nãy luôn đấy, 37 ức ấy. Đấy, để mình xem bảng xếp hạng tầm bao nhiêu. Đấy, tầm 25. Mặc dù là ở trong cái phần đấu pháp này của mình này thì nó chỉ xếp 78 thôi. Đây là mình chưa đánh, tí nữa mình xả đào đi chắc vào được tầm top 50. Đấy, thì cái phần sát thương đấy của mình cũng nằm trong top 25 là cũng ok đúng không anh em. Đấy là mấy môn phái mà không chỉ cày chay mà tất cả anh em nạp hay là cái gì đấy thì đều chơi hết anh em ạ. Đấy, nhưng mà để ngon lành cái nào hơn nữa, anh em nên lấy một em pet đỏ là Thanh Long thì nó sẽ hợp lý hơn. Đến thời điểm hiện tại thì mình thấy chính ra nhá, chính ra nếu như anh em cày chay mà muốn chơi pet đỏ nhá, bây giờ bắt đầu mình sẽ chia sẻ hai cái. Nếu như cày chay mà chơi pet đỏ thì chúng ta nên chơi một phái gì. Đầu tiên, cày chay mà anh em muốn chơi luôn pet đỏ thì chắc chắn là chúng ta phải lấy con pet là Thanh Long rồi. Dành cho những anh em nào tân thủ chưa biết thì mình chia sẻ cho anh em con pet Thanh Long là con nào nhá. Ở đây có cái dương chọn pet không nhỉ? Đây này, đấy là cái con này này, bởi vì nó sẽ tăng 10% bạo kích cho nhân vật chính. Thì chơi ở trong này do là pet đỏ rất là khó nuôi, cũng như là nuôi chậm hơn so với một số những con pet cam khác. Thì nếu như anh em đã chọn Thanh Long rồi thì sẽ có một số môn phái như là liên kích, bạo kích chắc chắn là phải build ở giai đoạn đầu. Về sau thì all in vào môn phái bạo kích luôn, bởi vì là em Thanh Long này vẫn chơi với bạo kích hoàn toàn hợp lý, vẫn ngon lành cành đào anh em nhé. Môn phái bạo kích thì chỉ all in lấy nguyên những chỉ số liên quan đến bạo kích mà thôi. Và khi mà chúng ta mở ra được tính năng phân thân ở ngày thứ 33, nguyên thể này, dương thần âm thân, thì mình thấy hợp lý nhất là anh em sẽ build cho mình một môn phái liên kích bạo kích, vẫn là chơi em pet Thanh Long nhá. Môn phái dương thần này thì anh em chơi bạo kích và kháng choáng đó, còn đến âm thần này anh em chơi bạo kích và kháng né cho mình. Thế là chỉ cần một em pet thôi là chúng ta hoàn toàn có thể build được cả ba cái phân thân mà không cần phải nghĩ ngợi đến những cái môn phái khác là mấy quái gì anh em ạ. Bạo kích thì chúng ta vừa có đầy đủ sát thương để mà đi vượt ải nhá, vừa đầy đủ sát thương để mà chúng ta đi PK nhá. Đấy, nó là như vậy nha. Thì anh em đỡ bị thọt ở trong cái phần mạo hiểm. Thực ra thì ở giai đoạn đầu mình chơi môn phải né, nó có một cái ưu điểm là né thì nhiều khi mình lực chiến thấp hơn thì mấy cái ông lực chiến cao quánh mình vẫn thắng được. Đặc biệt là môn phải né thì thủ rất là tốt. Thế nhưng mà ở trong cái phần mạo hiểm này chúng ta sẽ bị thọt đi một tí, do là rất khó để mà chúng ta có thể đủ sát thương đi vượt ải. Đặc biệt mấy con boss châu bò có khả năng hồi phục nữa thì ôi dồi ôi, không có bạo kích là anh em khóc đấy. Đấy, thế cho nên là bây giờ mình thấy cày chay là hợp lý nhất là như thế. Còn thứ hai, nếu như anh em mà muốn nuôi pet cam, pet cam thì nó lại có một cái ưu điểm là build nhanh hơn pet đỏ rất là nhiều. Ví dụ như anh em nhìn thấy này, pet này của mình bây giờ mới được có bao nhiêu sao nhỉ? 4 sao xanh đúng không? Thì HP cộng lên 71,4%. Nhưng mà em này của mình đã lên được 4 sao tím rồi, chắc chắn là cái chỉ số phần trăm ở đây nó cộng vào nó sẽ nhiều hơn. Và lúc đấy anh em sẽ không bị thọt yêu lực nếu như mà chơi pet cam. Đấy, nó lại là ưu điểm như vậy. Thì pet cam ở thời điểm hiện tại thì mình thấy có em ứng long là phù hợp với lại những anh em nông dân. Và ứng long thì mình thấy một môn phái để cho anh em có thể đi nó cực kỳ ngon lành cành đào, đó chính là môn phái phản công. Và cái thứ hai là môn phái né. Môn phái phản công thì chúng ta sẽ có thể đầy đủ sát thương để mà đi vượt ải mạo hiểm. Còn môn phái né thì cũng vậy, môn phái né chúng ta cũng có thể là dùng em ứng long để làm sát thương chủ lực. Còn đâu thì mình chủ yếu là mình né rồi. Mình né thì mình sẽ có khả năng phòng ngự khá là tốt, nên là không sợ những bố nào mà chơi liên kích bạo kích hay gì đó, né được hết anh em nhá. Trừ khi mấy ông đấy build vào kháng né các thứ thì đúng là đánh chấp nhận thôi, thì lúc đấy lại lôi một phái phản công ra. Thì ngày thứ 33 khi mà chúng ta mở ra được cái tính năng phân thân nha, thì anh em chơi một môn phái né, một môn phái phản công, thì chúng ta vẫn dùng chung được một em pet là em ứng long. Ở trong này thì cái việc build pet nó cực kỳ là quan trọng. Mình rất khó để mà build được 2-3 con pet cùng một lúc. Đây, sai lầm của mình là mình không lựa chọn môn phái ngay từ đầu ấy này. Mình đầu tiên là mình chọn em ứng long, nhưng sau đấy mình lại thích môn phái choáng, nên là choáng thì lại phải chơi chu tước nó mới mạnh. Lúc đấy mình lại đổi sang chu tước thì nó đang bị thọt đi rất là nhiều rồi. Chính ra là mình đã lựa chọn được môn phái nào ngay từ đầu rồi đấy.
thì mình sẽ lựa chọn Empad đấy, thì build nó mới đỡ bị thọt yêu lực. Đó, nó là như vậy. Choáng tại sao những anh em cày chay không nên chơi lắm, theo mình là như vậy. Bởi vì là phải build với em chu tước, mà hai em chu tước cơ thì nó mới mạnh mẽ này, tối ưu hóa được cái sức sát thương. Do là mua phải choáng thì khi mà đã bị choáng rồi thì em chu tước này gây ra nó mới được nhiều sát thương. Chứ còn nếu không, kẻ địch mà nó chỉ cần suy yếu linh thú một cái thôi là anh em đánh như gãi luôn đấy. Cảm giác khó chịu vãi ở trường luôn. Và choáng nhá, choáng thì đôi khi nó lại thiếu sát thương hơn là bạo kích đấy. À luôn, mình đã chơi thử choáng và bạo kích rồi thì mình thấy là về sức sát thương chỉ có bạo kích là dồi dào thôi, hoặc là phản công thì cũng ok. Còn đôi choáng thì đôi khi cũng chưa ăn thua cho lắm anh em ạ. Đấy, cảm nhận riêng của mình là như vậy nhá. Anh em chỉ nên chơi một phách choáng khi nạp vào đây một chút thôi. Đấy, ví dụ như mình hay nạp 2-3 củ chơi chiêu chiêu thì đi đánh đấm mà cũng được. Đây, cho anh em xem luôn một phách choáng của mình đây. 2,58 ức đúng không? Thì mình chuyển sang bên âm thân là bao nhiêu? 2,32 ức à? Đây thì mình cứ đánh thử cái bạn 2,58 ức nhé. Nhiều khi nếu như anh em mà chơi môn phải né thì chắc chắn là không sợ lắm. Mấy ông tầm này thì cứ là ok đi. Nhưng mà ông này để mình xem chơi môn phái gì nào. Chơi môn phái phản công. À, chơi lung tung bành cái gì cũng chơi à? Thì đánh thử xem nào. Đấy, có choáng được thì nó lại rất là ok. Anh em thấy không? Đấy, choáng được thì kẻ địch lại cứ đứng im thôi. Rồi, nhưng mà không choáng được thì nó lại làm cái gì đấy nó khó khăn. Với cả bạn này thì không build vào một cái thể loại gì nhất định. Ví dụ như là né thì build nguyên né, liên kích thì build nguyên liên kích, là cái gì đấy bạo kích thì build nguyên bạo kích, kiểu như thế. Mỗi thứ bạn ấy build một tí thành ra là mình ăn được. Đấy, nhìn chung là build một chút thì chơi một vài choáng, có hai chu tước là mình thấy cũng ok. Đấy, cho hồi thử tí xem nào. Rồi, em pet thì ngon không? Em pet thì ngon không? Ây à, hơi khoai nhờ. Đi chặt cây thử tí, kiếm thêm một vài cái vé khiêu chiến để đánh đấm thử nha anh em. Bạo kích này, đấy, có chỉ số bạo kích là lúc nào cũng cần. Nhìn chung mình thấy ở trong này một trong những cái chỉ số quan trọng bậc nhất đó chính là bạo kích anh em. Ồ, hoạt động nào mình cũng thấy cần bạo kích luôn. Nhiều khi mấy con boss trâu ấy, bạo kích một phát thôi là biết liền. Ý, chỉ có bạo kích là mới giải quyết được vấn đề anh em nhé. Thế là đợt vừa rồi thì mình cũng thấy ở bên bản chung rất nhiều anh em ở bên đấy là chuyển sang chơi bạo kích đánh bằng cái thần thông ấy anh em. Đây này, dành cho những anh em nào tân thủ mới chơi chưa biết, ở trong này có một cái thần thông. Thì ở cái tầng đầu tiên này, trên cùng này nó có cái thần thông gọi là cái đạo thần thông đạo pháp ấy. Đấy, đạo pháp thì nó gây ra những cái sát thương cực kỳ là khủng khiếp luôn. Có một số cái kiểu như là 72 phép biến hóa hay là pháp thiên tượng địa. Đấy, kiểu như vậy thì nó sẽ gây ra một lượng sát thương khổng lồ khi mà nó bạo kích anh em nhé. Dã man con ngàn luôn. Đây này, 72 phép biến hóa này anh em này. Đấy, con lành kinh đào luôn. Hoặc là pháp thiên tượng địa gõ này, đất trời người rơi phết. Thì đấy là một số ông Trung Quốc mà anh em biết rồi, bản Trung Quốc ra mình bao nhiêu lâu rồi, cách mình cả mấy tháng, cả năm trời rồi. Thì mấy ông đấy chơi trước chứng tỏ là ông đấy cũng có nhiều kinh nghiệm rồi, ông đấy kinh qua nhiều môn phái, nhiều server rồi. Các ông đấy thì mình nên chơi theo, hợp lý, mình cũng hợp lý. Chơi đến thời điểm này là thấy khoai này. Ví dụ như mua vạch choáng mà nó áng được một cái là anh em thấy này, khi vừa đại cũng rất là khoai. Nhưng mà nếu như là bạo kích chỉ cần gõ một phát thôi, bọn này sụt cả đống máu luôn. Đấy, phải choáng được thì mới ok nha anh em. Đấy, choáng được thì lại rất ok. À, ok chưa? Đấy, lại choáng được thì lại tuyệt cả là vời luôn. Thế cho nên là tất cả những cái thần thông hay là những cái trang bị gì đó thì anh em đều cần phải build đến liên quan đến choáng cả. Nhưng anh em có thể thấy là choáng vừa rồi mình mặc dù là kẻ địch đứng im thật nhưng mà vẫn không đủ sát thương bởi vì không có bạo kích. Đó. Wow. Vãi, anh nhiều lực chiến thế nhưng mà hơi tiếc là mình không chơi phản công. Ôi,